sâu về quanh vắng đêm trắng ngoài hiên thoáng nghe gió heo mây ta chờ ai thức suốt cánh dài chờ ai chốn đây cho hoa úa chẳng phải thuyền tình nửa đường chuyên bến cho mơ ước ngàn năm gió bay nỗi đắng cay như lửa thiêu đốt mãi trong hồn người yêu dấu ơi xin đừng dối nhau never fall in love tình yêu có tối sâu thà ta mãi rời nhau thắm thiết nữa cho lòng đau ôi thời gian gió mưa phai nhòa một chiều buồn trở về chốn đây ngồi ta đốt tập thư cũ tình đầu chôn dấu never fall in love đành quên gì vắng xưa đầy ân ái và mộng mơ cố cắt đứt đi đường tơ hồi nợ duyên cũng hết trông chờ lòng có còn chỉ là chút tình nhớ ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ hồi nợ duyên cũng hết trông chờ lòng có còn chỉ là chút tình nhớ ta nhắc đến mỗi khi chiều xin chúc mừng Huân mới vừa xong cái phần thi của mình. Mới chỉ là thi thôi là có biết bao nhiêu là bạn bè thi cùng ở phía dưới để mà vỗ tay reo hò. Em hát bao lâu rồi mà nó ra như thế này đây? Em hát thì chắc cũng hồi 3 tuổi tới giờ rồi. 3 tuổi, mời ngay chị nghệ sĩ Hồng Đào. Tôi có cái tật tôi hay quánh giá người ta qua bề ngoài lắm nha. Thấy Huân bước ra tôi nói trời sao mà nó hiền dữ vậy? Không biết có ca được không, mặc bộ đồ như là đi bán bảo hiểm á hay là đi như đi giảng đạo á hay là giảng đạo gọi cửa giảng đạo đó. Khi mà Huân cất giọng lên thì thực sự ra là chị phải oh wow, chị phải nhận tự xin lỗi với bản thân mình là mình hay quánh giá người ta bậy bạ lắm, tưởng là hiền lắm hay là giọng hơi nhẹ, nhưng mà giọng của Huân rất là nội lực. Chị rất là thích cái phong cách trình diễn của Huân. Em diễn rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Và chị có cảm giác như là em đứng, em đang nói chuyện, em đang thì thầm, em nói chuyện chứ không phải là em gồng, em hát hay em trình diễn gì hết. Cặp mắt rất là tình tứ, môi rất là đẹp. Và khi mà em nhả chữ, gom chữ, nhả chữ này nọ thì chị nghĩ là em cũng có đi hát. Như em nói là em đi hát từ 3 tuổi rồi đúng không? Có đi hát rồi đúng không? Dạ không phải là đi hát mà anh hỏi biết hát khi nào. Ồ trời ơi, thế bắt bẻ tôi nữa. Chị thấy nhìn em thế này, chị đánh giá em là một người đàn ông chung thủy. Hả? À? Ủa sao thấy em đó, thấy cái tay có đeo một cái nhẫn thì chị nghĩ em thêm một điểm cộng cho chị nữa. Dạ. Là công khai chiếc nhẫn hả chị? À thì không thì chị thấy đó. Tại vì em thấy là thường thường là mấy người nhà nghề đi nghề ca hát thì ai cũng che đậy là cái thân phận của mình là có người yêu. Làm sao em vội vàng về khoe là em có vợ rồi. Lỡ mấy khán giả nữ mà tới gần em thì sao? Cái tay em để. Ờ tay để gì che. Rồi tôi quánh giá lầm nữa rồi. Khán giả nữ tới. Chị rất là thích phần trình diễn của Huân, nhưng mà cái vòng này là quá dễ đối với Huân rồi ha. Xin cảm ơn chị. Xin mời anh Đồng Sơn. Hôm qua lúc mà em dợt cái băng nhạc, thật là anh cũng có tình cờ, anh cũng có để ý tới em. Anh thấy, nhưng mà anh không đánh giá cao em. Hôm nay em bước lên sân khấu em làm anh bất ngờ. Thì không biết rằng là em hôm qua em tập em có giấu chiêu hay không, mà tự nhiên hôm nay lên em totally different. Hôm qua thì em tập lần đầu thì
Em có nốt ở trong cái bài của mình á, là cái đoạn sau điệp khúc á, là lên cho em nữa. Đây, đó là điều anh đang muốn nói đó. Là anh thấy rằng là cái khúc em hát cái bài này rất là tốt, đến mức độ mà cái điệp khúc anh ước chi em hát thêm một lần cái điệp khúc nữa. Và nếu mà điệp khúc lần thứ hai mà lên đông nữa thì càng đã nữa. Cái hay của em là em làm cho người ta muốn nghe nữa, nhưng mà nó lại tiếc quá là nó lại hết sớm quá. Chiêu trò của nó đó, làm cho người ta thèm khát á. Bây giờ anh ngạc nhiên, hôm qua em hát không có tốt mà hôm nay em hát rất là tốt, thì không biết là có phải là chiêu trò không, nhưng mà thôi. Vậy thì anh nghĩ rằng là em cũng thuộc lại mà cái người mà làm cho anh cảm thấy ấn tượng đó, có nghĩa là anh sẽ, em làm cho anh nhớ tới em, có nghĩa là vậy là hay rồi, vậy là rất là tốt. Bây giờ chúng ta hãy nghe ý của chị Hà Vy. Chị thích cái giọng của em, nó rền vang và rất là manly. Đó là điều chị thích ở em. Và cái ao nữa chị rất thích. Chị muốn tò mò đó, muốn biết là vòng tới em sẽ làm cái gì bộc phá hơn nữa không nha. Chào em Hương. Thì tất cả ban giám khảo đây đều nói hết, thì anh cũng đồng ý hết, không có gì phải thêm. Cái anh nói ở đây là em rất là may mắn. Cái khẩu hình của em khi em ca, anh không biết là em có cố tình cười không, nhưng mà cái khẩu hình của em khi em ca đó, em nhếch cái môi lên rất là có thiện cảm. Dạ. Yeah. Keep quá, that. Keep that. You will go long way. Yep. Khen quá, khen. Toàn. Coi như là cái dòng này quá dễ đối với em. Yeah. Xin cảm ơn anh. Xin mời anh, có nhận thí sinh chúng tôi đi vào vòng tới hay không anh? Big yes. Thank you. Một cái yes đầu tiên. Dạ xin mời chị Hà Vy. Big yes from you. Yay. Hai cái yes. Dạ xin mời. Đừng gọi tôi thừa lắm. Tôi yes ngay từ đầu. Vì cái bờ môi đúng không? Xin cảm ơn chị. Không, vì giọng hát à? Vì giọng hát nhưng mà là vì bờ môi. Thank you chị. Xin mời anh Đồng Sơn. Không biết là em có hợp với cái số 4 hay không, nhưng mà so far em là người thứ tư có 4 cái yes. Yes.